quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Trương Giang bị lôi ngã sống xoài trên sân khấu tại Mỹ và cách ứng xử gây ngỡ ngàng Từng dính vào vô số thị phi ồn ào tới mức tượng chừng mất đi sự nghiệp, nhưng chàng danh hài xứ Quảng đứng lên một cách mạnh mẽ và bản lĩnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Giang gần như đã lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình từ danh tiếng, sức hút cho tới sự yêu mến từ khán giả. Để làm được kỳ tích đó, không thể không nhắc tới những thay đổi khó tin từ chính ngôi sao hài xứ Quảng. Không cần quá tinh tế, khán giả cũng có thể nhận ra những nỗ lực Trường Giang đã bỏ ra để lột xác chính mình. Có một sự thay đổi rất lớn trong tính cách của Trường Giang. Sự cố tại lần lưu diện Mỹ vừa qua chứng minh rõ rệt nhất cho những thay đổi này. Khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, cất bớt được cái tôi vốn rất lớn của mình. Trường Giang dường như đã rút ra được rất nhiều điều có ích sau những lần vấp ngã. Bị kéo ngã sổng xoài trên sân khấu bởi những người hâm mộ rất là cuồng nhiệt. Chàng danh hài xứ quản vẫn bình tĩnh mỉm cười, thể hiện sự thân mật đối với khán giả. Anh thậm chí còn ôm lấy một khán giả và kiên nhẫn đợi họ thì thầm điều gì đó khi đang diễn trên sân khấu. Chưa hết kết thúc buổi lưu diễn, Trường Giang không đã động một lời về sự cố gừa, vừa gặp phải. Thay vào đó, anh vui vẻ đăng tải những thông tin tích cực và khoe món quà được khán giả Mỹ dành tặng cho mình. Hành động khéo léo thân thiện đó của Trường Giang ngay lập tức nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Và khi đặt cạnh sự cố tương tự xảy ra ít lâu tại Việt Nam, người ta sẽ thấy chàng danh hài có những thay đổi quá lớn trong suy nghĩ và hành xử. Trong lần diễn tại Long An một chai nước bị khán giả ném lên sân khấu, Trương Giang lập tức bỏ diễn trước sự ngỡ ngàng của khán giả kèm theo những lời nói đầy giận dữ. Các sự sự của ngôi sao hài khi đó nhận về vô số chỉ trích và chê bai, nhưng anh thậm chí không có nổi một lời xin lỗi sau tất cả. Chính cách phản ứng tiêu cực xuyên suốt sự cô ấy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Trường Giang và khiến anh lao đao suốt một thời gian dài sau đó. Nhưng tới thời điểm này, cách xử sự trước sự cố tương tự đã giúp Trần Giang ghi điểm trong lòng rất nhiều khán giả. Có một sự thay đổi rất lớn đang được bắt đầu trong tính cách của Trần Giang. Trần Giang nên nói lời cảm ơn với những thị phi chuyện phản ứng mạnh với khán giả tại long an chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện không mấy tích cực về trường giang biểu hiện lạnh nhạt hờ hững và đôi khi là cả khó chịu khiến nhiều khán giả mất đi thiện cảm với anh thậm chí bệnh ngôi sao và những điều tương tự còn được gán cho trường giang sau rất nhiều lần mắc lỗi trên sân khấu cái tôi trong trường giang quá lớn và hình như nó tỷ lệ thuận với những thành công anh gặt hái được trong sự nghiệp Suốt một thời gian dài, Trường Giang hình như không nhận ra rằng mình đang bước sai đường. Anh liên tục mắc lỗi và cư xử theo cùng một cách mà nguyên nhân đến từ việc không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Từ chuyện giữ nguyên biểu cảm khó chịu trên ghế nóng suốt một tập game show hay cướp sống trực tiếp để cầu hôn nhà phương. Từ phản ứng vô lý với khán giả cho tới chuyện không bao giờ biết nhận sai, quá khó để khán giả giữ nguyên tình cảm cũng như sự ưu ái với anh. Có điều Trường Giang vẫn không nhận ra được những điều đó, cho tới khi... Scandal tình ái của anh đổ ra và đông đảo người hâm mộ quay lưng, cú sốc đó xuất khiến chàng danh hài mất đi tất cả, nhưng nó cũng giúp anh dừng lại kịp thời quãng thời gian khủng khiếp mà Trần giang gặp phải có lẽ đã giúp anh tỉnh ngộ những thay đổi rõ rệt của Trần giang chỉ được bắt đầu sau khi sóng gió tạm ngưng người ta thấy một Trần giang điềm đạm hơn ít nói hơn và đặc biệt khéo léo gần gũi hơn trước nhiều lần những phát ngôn hay hành động gây tranh cãi không còn xuất hiện trong cuộc sống của danh hài khán giả đang dần làm quen với một trường giang rất khác sự thay đổi tích cực đó không chỉ tới từ biểu cảm trên gương mặt nụ cười thân thiện hay cách nói chuyện gần gũi mà còn tới từ chính suy nghĩ và hành động của trường giang câu chuyện ứng xử sự cố tại mỹ chỉ là một minh chứng rất nhỏ cho những thay đổi này, ít nhất thì giờ đây chàng nghệ sĩ tài năng ấy cũng hiểu được rằng tại sao mình vấp ngã và với sự thông minh vốn có thì tin rằng anh không bao giờ mắc lại những lỗi lầm lần thứ hai. Nhã Phương khoe ảnh nhí nhảnh bên Trường Giang, khéo khẳng định chủ quyền qua chi tiết này, thưa quý vị hình ảnh mới nhất của cặp vợ chồng Hot nhất nhì Phi Bích, Trường Giang và Nhã Phương đang khiến khán giả đứng ngồi không yên vì độ đáng yêu khó cưỡng. Mới đây trên trang Instagram cá nhân của mình, Nhã Phương vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh tạo dáng nhí nhảnh bên ông xã Trường Giang. Theo suy đoán của nhiều người, có vẻ như đây là hình ảnh Nhã Phương cùng chồng trên máy bay và được chính Trường Giang ghi hình lại. Trong ảnh cả hai đều diện đồ trắng và đội mũ đôi vô cùng tình cảm. Điều đáng chú ý là chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay Trường Giang. Dân tình lập tức cho rằng có vẻ như Nhã Phương đang muốn khẳng định Trường Giang đã là trai có vợ bằng chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của chồng. Bài chia sẻ của nữ diễn viên tuổi thanh xuân nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ vì cả hai vợ chồng đều quá đổi dễ thương. Hai anh chị dễ thương quá, vợ chồng mười khó tươi không cần tưới nhỉ, đẹp đôi quá. Bên cạnh đó, có nhiều lời chúc phúc cũng được gửi đến cặp đôi. Có thể thấy sau khi kết hôn Nhã Phương và Trường Giang được thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng đến công chúng. Vừa mới ngày hôm qua, danh hài xứ Quảng đã làm cộng đồng người hâm mộ háo hức vì ấp mở sắp tiết lộ một bí mật lớn. Cụ thể Trường Giang đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã và các nghệ sĩ khác trong chuyến lưu diễn tại Mỹ mới đây. Kèm theo bức ảnh này, nam danh hài không quên chia sẻ dòng trạng thái. Đố cả nhà hai vợ chồng em đang ở đâu đây? Cả nhà theo dõi Instagram mới của hai vợ chồng em để cập nhật một thông tin hết sức quan trọng nha, khi nào được 50.000 follow, tạm dịch theo dõi, vợ chồng em hứa sẽ tiết lộ bí mật động trời đây nè. Ngay sau đó, người hâm mộ đã liên tục đưa ra những dự đoán về bí mật động trời mà cặp vợ chồng Son, Trường Giang và Nhã Phương sắp đăng tải. Một số người chơi đàn cặp đôi sẽ công khai chuyện mang thai và sắp sinh em bé đầu lòng. Nhưng số khác lại nói chuyện, ban bầu cả thiên hạ đều biết. Sao được coi là bí mật động trời? Được biết, trước đó thông tin Nhã Phương có bầu cũng đã được bạn thân cô xác nhận nên chỉ còn chờ đích thân vợ chồng cô lên tiếng nữa mà thôi. Sau khi có bầu, Nhã Phương đã hạn chế nhận show riêng cũng như là không tham gia các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên đồng hành cùng Trường Giang trong các hoạt động biểu diễn. Cách đây ít ngày, Trường Giang cũng có những chia sẻ chân thành trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Danh hài xứ quảng có viết, cũng hơn một tháng kể từ ngày kết hôn và cả hai vợ chồng em vẫn đang rất hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ hai tụi em trong suốt thời gian qua nhé. Qua đây, khán giả có thể hoàn toàn an tâm vì sau những sóng gió, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương hiện đang rất hạnh phúc. Trường Giang xác nhận tin vui sau hơn một tháng kết hôn với Nhã Phương. Mới đây trên trang cá nhân Instagram của Trường Giang gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tay trong tay bước vào lễ đường cùng nhà Phương. Theo đó, Mười Khó thông báo với mọi người rằng vợ chồng anh đang rất hạnh phúc sau khi kết hôn. Nam nghệ sĩ viết, cũng hơn một tháng kể từ ngày kết hôn, hai vợ chồng em vẫn đang rất hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương, ủng hộ tụi em trong suốt thời gian qua nhé. Qua lời chia sẻ của nam diễn viên hài xứ Quảng, khán giả đã phần nào an tâm mừng cho cặp đôi. Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc cho vợ chồng mười khó. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, Trường Giang Nhạ Phương đã chính thức về chung một nhà sau hơn 3 năm yêu đương đầy sóng gió. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm vô cùng sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài gia đình, ngày trọng đại của cặp đôi còn có sự góp mặt của gần 50 nghệ sĩ đình đám thuộc mọi lĩnh vực. Buổi tiệc đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và xúc động. Đây có lẽ là lễ cưới có nhiều nước mắt nhất trong giới showbiz Việt vài năm nay. Cô dâu, mẹ cô dâu, chú rể cùng cha và cậu chú rể đều khóc khi chia sẻ niềm hạnh phúc của gia đình. Kể từ sau đám cưới, vợ chồng son của cặp danh hài diễn viên thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, chuyện cá nhân đến khán giả của mình. Thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng nhà Phương đã có bầu. Bởi trước đó, Trường Giang cũng đã chia sẻ những dòng trạng thái về chuyện vợ con, khiến nhiều người đồn đoán rằng nhà Phương đang mang thai và tin đồn có cơ sở. Và vừa mới cách đây ít ngày, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, bạn thân nhà Phương, cũng đã vô tình tiết lộ diện nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang mang bầu. Thời gian qua, nhiều người còn nhận thấy Trường Giang đã thay đổi nhiều kể từ sau khi lấy vợ. Diễn viên hài chỉnh chu hơn trước rất nhiều. Trước đó, tại một buổi họp báo, Trường Giang có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân sau một tuần lễ cưới với Nhã Phương. Trường Giang tâm sự anh rất hạnh phúc và hối hận vì đã không kết hôn sớm hơn. Trường Giang nói, có vợ rất vui và mình nghĩ tại sao không có sớm hơn. Năm nay tôi 36 rồi, nếu có vợ lúc 30, bây giờ chắc cũng đã có con trường giang cũng cho biết rằng vợ chồng anh luôn tôn trọng mọi quyết định trong công việc của nhau sau khi lập gia đình hai vợ chồng vẫn hoạt động hai công ty riêng nhưng khi có quyết định về chuyện gia đình thì cả hai cùng quyết cả hai vợ chồng đều cùng tôn trọng công việc của nhau và không can thiệp vào quá nhiều Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.